Reuters cho hay người dân Ukraine đổ đi tìm trú ẩn sau hàng loạt vụ nổ ở Kiev. Có phải Nga điều hành loạt oanh tạc cơ nắng gần Ukraine và NATO? Theo Sputnik, EU dự kiến bật đèn xanh cho nhiệm vụ huấn luyện khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine. Ở diễn biến khác, văn phòng tổng thống Hàn Quốc trực 24 trên 24 giờ phòng Triều Tiên thử hạt nhân Ba nghị sĩ đang bảo thủ Anh yêu cầu Thủ tướng Lee Truss từ chức. Kinh tế Trung Quốc phục hồi đáng kể dù vẫn đối mặt nhiều thách thức. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng, mở đầu là các diễn biến mới về xung đột ở Đông Âu. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Kiev của Ukraine trong sáng nay, ngày 17 tháng 10, khiến Sechen quận trung tâm của thủ đô Ukraine, dung chuyển. Các vụ nổ diễn ra sau 8 giờ sáng khi nhiều người hối hả đi học, đi làm. Vụ việc diễn ra khiến nhiều người phải tìm nơi trú ẩn, theo Reuters. Trước đó, vụ nổ đầu tiên đã ập vào các tòa nhà trung cư, khiến một số bị hư hại theo thị trường Vitaly Klitschko. Hiện chưa có thông tin về thương vong được đưa ra. Trong khi đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine ông Andrei Yamak cáo buộc Nga tấn công Kiev bằng các UAV thần phòng Kamikaze, đồng thời kêu gọi phương Tây hỗ trợ các hệ thống phòng không hiện đại hơn. Trong một bài viết trên Telegram, thị trưởng Kiev cho biết cuộc tấn công bằng UAV đã gây ra hỏa hoạn tại một tòa nhà không có người sinh sống. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã báo cáo một loạt các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái CS-136 do Iran sản xuất. Iran phủ nhận cung cấp những thiết bị này cho Nga, trong khi Điện Kremlin đã từ chối bình luận. Trước đó vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói không cần thiết phải có thêm các cuộc tấn công lớn vào Ukraine và Nga không muốn hủy diệt quốc gia này. Truyền thông Na Uy tuần trước đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã điều động ít nhất 7 oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 và 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đến sân bay Olenya. Sân bay nằm trên bán đảo Kola, cách thành phố Murmansk, nơi đặt căn cứ chính của hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga 100 km. Thông tin được trang Defense của Ba Lan dẫn lại. Theo đó, cũng từ sân bay Olenya, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã được điều động để tấn công tên lửa vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10 và ngày 11 tháng 10. Đáng chú ý cũng có thông tin rằng Nga đã chuyển 7 chiếc Tu-160 đến sân bay Olenia vào đầu tháng 10 năm 2022. Đây cũng là thời điểm Moscow được cho là đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đối với phương Tây, việc Nga điều động anh tạc cơ chiến lược tới miền Bắc nước này là tín hiệu răn đe tới Ukraine và sườn phía Bắc của NATO. Và tất cả điều này xảy ra trước cuộc tập trận hạt nhân steadfast Nun, theo trang Ba Lan. Mặt khác, theo Defense Express, có thể thấy Nga không có đủ máy bay ném bom chiến lược để có thể sử dụng trên nhiều hướng. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về báo cáo trên của truyền thông châu Âu. Nói về cuộc tập trận Steadfast Noon, được biết sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến cuối tháng 10, trong đó khoảng 60 máy bay của 14 quốc gia thành viên NATO sẽ bay trên không vùng Tây Bắc châu Âu. Đây bao gồm những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trên thế giới, kể cả máy bay ném bom B52 của Mỹ. Mục đích của tập trận là nhằm kiểm tra khả năng của các đồng minh trong việc tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân, vốn là nền tảng của chính sách răn đe của NATO. Các cuộc tập trận hạt nhân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Ukraine. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân. Thông điệp cũng được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh sau đó. Hãng tin Sputnik vào ngày 17 tháng 10 cho biết, phương Tây không chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Mắc-Cơ-Va, mà còn cung cấp hỗ trợ quân sự và kỹ thuật cho chính quyền Kiev. Đáng chú ý, thì hãng tin Nga, Liên minh châu Âu, EU dự kiến sẽ bật đèn xanh cho nhiệm vụ huấn luyện khoảng 15.000 quân Ukraina. Khi đến Luxembourg tham dự cuộc họp với sự có mặt của các bộ trưởng EU khác, ông Joseph Borrell, cao ủy EU về chính sách an ninh và đối ngoại cho hay, Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Các vấn đề quan trọng nhất là đợt viện trợ mới cho Ukraine và nhiệm vụ huấn luyện. Tôi hy vọng mọi người ủng hộ điều này, ông Joseph Borrell nói với báo giới. Theo Sputnik, huấn luyện cơ bản được cung cấp cho 12.000 binh sĩ, với huấn luyện đặc biệt được cấp cho 2.800 quân lính nữa. Các nước EU sẽ hành động tương ứng với nhu cầu của Ukraine, nhà ngoại giao nói với hãng tin AFP. Hiện chi tiết của kỳ huấn luyện vẫn chưa được công khai, nhưng nhiệm vụ này dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 11 trên lãnh thổ EU. Ba Lan sẽ đóng vai trò là một địa điểm cho trung tâm chính của phái bộ, với Đức cũng là một trung tâm tổ chức đào tạo chính, theo hai quan chức cấp cao của EU. Trước đó, chỉ có các nước EU riêng lẻ đã cung cấp khóa đào tạo như vậy cho Kiev. Hoa Kỳ, Canada và Anh được cho là đã và đang huấn luyện hàng ngàn binh sĩ Ukraine, Ngoài ra, một số quốc gia EU như Đức và Pháp cũng đang huấn luyện người Ukraine sử dụng các hệ thống pháo, bệ phóng, tên lửa và hệ thống phòng không hiện đại mà họ đã chuyển giao đến Kiev, theo Sputnik. Hơn 200 công dân Trung Quốc cho biết đã sẵn sàng rời khỏi lãnh thổ Ukraine sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra cảnh báo liên quan, theo hãng tin Sputnik vào ngày 17 tháng 10 cho biết. Và hôm 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã kêu gọi công dân Trung Quốc rời khỏi Ukraine trong bối cảnh lo ngại về an ninh. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, của sơ tán được nêu ra như một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ sự an toàn của công dân Trung Quốc. Vào tháng 3, khoảng 6.000 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Ukraine, theo Thời báo Hoàn Cầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuần trước cho biết Bắc Kinh hy vọng tình hình ở Ukraine giảm leo thang nhanh chóng trong bối cảnh nhiều cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của nước này. Nga cho biết cuộc tập kích vào ngày 10 tháng 10 là một trong những cuộc tấn công phối hợp lớn nhất của Nga kể từ những tuần đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, Moscow thừa nhận đã tiến hành không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và thông tin lạc của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định họ đã đánh trúng tất cả mục tiêu được chỉ định trong một cuộc tấn công tên lửa lớn. Chuyển sang tình hình các khu vực khác, Star and Strip dẫn lời quan chức chính phủ Hàn Quốc vào hôm 16 tháng 10 cho biết, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol đang đặt trong tình trạng khẩn cấp 24 trên 24 để cảnh giác cao độ khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ bảy. Hãng thông tấn Hàn Quốc John Hap dẫn lời quan chức nước này chia sẻ, các hành động khiêu khích của Triều Tiên ngày càng thường xuyên. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để duy trì tư thế sẵn sàng ứng phó với tinh thần cảnh giác cao. Các quan chức nói rằng Bình Nhưỡng đã bắn hơn 40 tên lửa thông qua 26 đợt thử nghiệm trong năm nay. Cũng nhiều cuộc tập trận pháo binh. Đây được cho là các bước chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. Lần cuối cùng, Bình Nhưỡng bắn tên lửa đạn đạo là cuối tuần qua vào hôm 14 tháng 10. Thông điệp trên được văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng nước này Ông Shin Bom Chun nói với John Hap rằng Triều Tiên có thể tiến hành không chỉ một vụ thử hạt nhân mà có thể là hai hoặc ba vụ liên tiếp. Việc Triều Tiên chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân đã được các quan chức Mỹ-Hàn cảnh báo suốt nhiều tháng qua. Hồi giữa tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Mahada đã nói rằng công nghệ vũ khí của Bình Nhưỡng có tốc độ nhanh và có thể khó đánh chặn hơn. Theo Star and Triều Tiên sẽ khiến căng thẳng leo thang nếu thực sự tiến hành một vụ thử tên lửa trong năm nay. Cả Mỹ Hàn đều đã đưa ra những lời gian đe Bình Nhưỡng sẽ nhận hậu quả khắc nghiệt. Triều Tiên đã tuyên bố các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của nước này là để đáp trả các hành động khiêu khích từ Hàn Quốc và các đồng minh, bao gồm cả cuộc tập trận chung với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã xảy ra được hơn 3 tháng, tuy nhiên dư âm vụ việc vẫn chưa lắng xuống. Mới đây, Thủ tướng Nhật Bản, ông Fumio Kishida đã yêu cầu một cuộc điều tra nhắm vào nhà thờ thống nhất. Sau khi vụ ám sát ông Abe cho thấy có mối liên hệ giữa nhà thờ với các quan chức chính phủ, theo hãng tin Reuters vào ngày 17 tháng 10 cho hay, khi phát biểu trước nghị viện, ông Kishida đã yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa chuẩn bị một cuộc điều tra nhắm vào nhà thờ thống nhất và hoạt động có tên gọi hợp tác tôn giáo ông kishida cũng lên tiếng xin lỗi vì nhiều thành viên của đảng dân chủ tự do ldp có mối liên hệ với giáo hội làm suy giảm niềm tin của công chúng và chính phủ ông cũng cho biết đang xem xét nghiêm túc các cáo buộc cho rằng nhà thờ khiến nhiều tín đồ suy yếu về tài chính và chia rẽ gia đình của họ ông kishida khẳng định ông không có mối liên hệ cá nhân nào với nhà thờ này mặc dù gần một nửa thành viên của đảng ldp bị phát hiện liên quan tới nhà thờ sau vụ ám sát ông abe Đảng LDP cũng cho biết không có mối liên hệ có tổ chức nào với nhà thờ. Trong đề xuất vào ngày 17 tháng 10, một số chuyên gia chính phủ cho biết giải tán nhà thờ là một lựa chọn đang được các điều tra viên xem xét. Vào ngày 8 tháng 7 vừa qua, cựu thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, đã bị bắn khi đang vận động tranh cử. Kẻ mưu sát cho biết mẹ anh ta đã bị phá sản bởi nhà thờ thống nhất, đồng thời đổ lỗi cho ông Abe khi ông khuyến khích hoạt động của nhà thờ này. Sky News đưa tin Thủ tướng Anh Truss đang đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ chính đảng bảo thủ, chỉ 6 tuần sau khi đắc cử vị trí lãnh đạo số 10 phố Đông Ninh. Diễn biến trên xảy ra sau khi bà Church công bố gói ngân sách nhỏ khiến tình hình kinh tế thêm hỗn loạn. Các nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ gồm Chris Bean Andrew Bridgen và Jamie Collins đều đã công khai thể hiện quan điểm rằng bà Church nên từ chức. Trong khi đó, lãnh đạo đảng lao động Kay Stammer nói rằng đương kim thủ tướng đương nhiệm nhưng không nắm quyền. Theo Daily Mail, các nghệ sĩ sẽ nỗ lực lật đổ bà Truss trong tuần này. Hiện có hơn 100 người sẵn sàng gửi thư bất tín nhiệm tới lãnh đạo. Được biết, diễn biến trên xảy ra sau khi Thủ tướng Truss sa thải Bộ trưởng Tài chính Wasi và thay bằng ông Jeremy Hunt. Bà Lee Church đã báo hiệu rằng đất nước có thể phải đối mặt với một gói tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Điều này hoàn toàn ngược lại với tầm nhìn kinh tế mà bà từng đưa ra. Ông Sir nói rằng Chính phủ mà bà Church lãnh đạo hoàn toàn không giải quyết được những vấn đề của công chúng. Trong khi đó, thế chấp đang gia tăng, khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày một sâu sắc. Theo ông, chính quyền hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh và tài chính của người dân Anh. Đó là lý do vì sao ông cho rằng Thủ tướng Church phải tường trình trước quốc hội rằng bà ấy định làm gì để xoay chuyển tình thế. Ông Blunt, nghị sĩ đảng bảo thủ đầu tiên công khai kêu gọi bà Church từ chức nói rằng rõ ràng là Thủ tướng phải rời ghế Ông ủng hộ đối thủ của bà Truss trong đường đua thủ tướng vừa qua là cựu bộ trưởng tài chính Rishi Sunak trở thành người kế nhiệm. Nghị sĩ đảng bảo thủ Andrew Bridgen cũng kêu gọi bà Truss thôi làm thủ tướng. Ông nói rằng đất nước của chúng ta, người dân và đảng của chúng ta xứng đáng trở nên tốt hơn. Trong khi đó, nghị sĩ Đảng Bảo thủ Jeremy Wallace đã đăng tải dòng tweet: "Trong những tuần gần đây, tôi đã chứng kiến việc chính phủ làm suy yếu uy tín của nền kinh tế nước Anh và làm dạn nứt đảng của chúng tôi theo cách khó có thể sửa chữa. Đã quá đủ rồi. Tôi đã viết thư yêu cầu thủ tướng từ chức vì bà ấy không còn giữ được niềm tin của đất nước này nữa." Ứng ừ. 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 cử viên cánh tả ông Luiz Lula da Silva vào hôm 16 tháng 10 cho biết sẽ nhận được nhiều phiếu bầu để giành chiến thắng trong vòng 2 của bầu cử tổng thống Brazil. Ông Silva và đối thủ cũng là tổng thống đôi nhiệm Jair Bolsonaro đã tham gia cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên trên truyền hình vào đêm ngày chủ nhật. Chỉ còn chưa đến nửa tháng là diễn ra cuộc bầu cử chọn ra vị lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ giành được nhiều phiếu bầu sau cuộc tranh luận hôm nay. Tôi tin rằng tôi đã nói những gì cần nói với người dân. Ông Lula nói với phóng viên sau cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận diễn ra tại São Paulo và được kênh truyền hình Brazil TV Bandeirantes phát sóng mọi người biết đấy tôi là một ứng cử viên có nỗ lực xây dựng lại đất nước tôi mong muốn quốc hội đóng vai trò lập pháp chứ không chỉ phê duyệt ngân sách hãy để chính phủ và các cơ quan tư pháp phát huy vai trò của mình điều quan trọng hơn là quan tâm đến cuộc sống của người nghèo để những người nghèo nhất cũng là công dân của đất nước Ông nói quá nhiều về người nghèo và tôi muốn nói rất rõ rằng Trong năm 2020, khi người dân buộc phải ở nhà, họ rơi vào cảnh có thể chết đói Không phải theo quyết định của tôi, mà bởi nhiều chính trị gia trong đảng của ông Khi cần ban hành khoản viện trợ khẩn cấp vào năm 2020, chúng tôi đã triển khai Bolsa Família Được biết, Bolsa Família là một chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ Brazil Một phần của mạng lưới các chương trình hỗ trợ liên bang của Jom Zero Bonsa Familia đã hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo ở Brazil. Để đủ điều kiện, các gia đình phải đảm bảo cho trẻ đi học và tiêm chủng. Hiện tại, ứng cử viên cánh tả Lula vẫn đang giành được ưu thế hơn đương kim tổng thống, với tỷ lệ cử tri ủng hộ lần lượt là 49% và 44%, theo kết quả của thăm dò của Data Fora, được công bố vào ngày 14 tháng 10. Theo Reuters, ông Bolsonaro cần có thêm 6 triệu phiếu bầu để tái đắc cử, trong khi ông Lula chỉ cần 1,2 triệu phiếu bầu để nắm giữ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Được biết, ông Lula đã giữ ghế lãnh đạo Brazil từ năm 2003 đến năm 2010. Thung lũng chiêu và vùng Ontenia từng vô cùng nhộn nhịp với loạt hoạt động khai thác than đá và là biểu tượng cho sức mạnh của nền công nghiệp Romania. Giờ đây, những gì còn lại ở những nơi này là các tòa nhà bỏ hoang, toa tàu hoen dỉ, máy xúc hỏng chóc, trơ trọi. Ở Romania, nhiều địa điểm khai thác mỏ khác cũng đã rơi vào cảnh u buồn ảm đạm, theo Reuters. Từ khi chế độ cũ sụp đổ, nền kinh tế Romania dần chuyển sang xanh hóa theo định hướng của châu Âu. Các mỏ than cũng dần khuất bóng. Từ 14 mỏ than đem lại việc cho 50.000 người vào trước năm 1989. Giờ đây, Romania chỉ còn 4 mỏ than hoạt động, tạo sinh kế cho 3.000 người. Tuy nhiên, những cơ sở này dự kiến cũng sẽ đóng cửa, chính thức chấm dứt ngành khai thác than tồn tại suốt một thế kỷ dưới ở quốc gia này trong đề xuất về kế hoạch phục hồi quốc gia Romania có ý định ngừng khai thác than muộn nhất vào năm 2032 và dần thay thế bằng các nguồn năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo. Nước này đã lên kế hoạch tái cấu trúc nhà sản xuất điện than non thuộc sở hữu của nhà nước Siontenia và thay thế bằng năng lượng mặt trời và khí đốt. Dù vậy, Bộ trưởng Năng lượng Virgil Popescu cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có thể đẩy lùi thời hạn thực thi kế hoạch. Nền kinh tế Trung Quốc đã có sự hồi phục đáng kể trong quý 3 và tình hình việc làm phần lớn trở nên ổn định, theo một quan chức cấp cao Trung Quốc vào hôm 17 tháng 10 cho hay. Tuy nhiên, nước này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. Đối mặt với cú sốc và ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ngờ, nền kinh tế Trung Quốc vẫn đạt được sự phục hồi ổn định trong một thời gian tương đối ngắn các chỉ tiêu kinh tế như công nghiệp, dịch vụ, đầu tư, tiêu dùng đều không ngừng phục hồi. Theo những gì chúng tôi biết cho đến nay, nền kinh tế đã phục hồi đáng kể trong quý 3 Ông Zhao Chenxin, phó chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, cho biết trong một cuộc họp báo. Ông nói thêm, Trung Quốc sẽ thực hiện các bước để ổn định chuỗi cung ứng và tăng cường các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Việc đưa Hồng Kông và Macau trở thành xu hướng phát triển chung của cả nước cũng được nhấn mạnh. Ren Đông, phó cục trưởng cục quản lý năng lượng quốc gia tuyên bố tại cuộc họp báo sẽ tăng đáng kể khả năng cung cấp năng lượng trong nước và tăng hơn nữa khả năng dự trữ cho các mặt hàng chủ chốt. Được biết các nhà hoạch định chính sách đã tung ra một loạt các biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khi giới chức Trung Quốc áp dụng một loạt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt về đại dịch Covid-19. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.